Yo, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Toy Corner. Hôm nay chúng ta đã quay trở lại với chủ đề Pokemon. Vào video này mình sẽ giới thiệu các bạn dòng Bandai Gashapon Color Palette. Ở đây chính là set Color Palette màu hồng. Mỗi set màu khác nhau thì sẽ có 5 em Pokemon. Và cái set này thì mình mua được hàng second hand từ một seller ở trên mạng. Cái này ra đời năm 2019 rồi nên bây giờ mình chỉ tìm được cái second hand thôi. Và bây giờ hãy cùng mở cái set này ra nhé. Này, chúng ta cùng lấy cả 5 em Pokemon ra khỏi bịch. Ở đây là 5 em. Bây giờ bỏ một bên, chúng ta hãy mở bịch đầu tiên ra. Đặc trưng của set này thì những cái đế của những em Pokemon giống như là những cái giọt màu bị rơi trên sàn nhà đó, các bạn thấy không? Giống như những cái vết màu nước ở đây màu hồng nên cái đế nó sẽ có màu hồng. Gắn em Pokemon lên đế. Và ở đây chúng ta có một em Mew trong tư thế đang ôm một cái tiếp màu nước, đang rỉ màu ra ở ngay miệng của cái tiếp màu. Mew giống như vừa chôm được cái tiếp màu từ ai đó và đang cười tiếp mắt, rất là dễ thương. Cái chi tiết được làm, mặc dù cái này là dòng Gashapon nhưng làm hoàn thiện rất là đẹp, không có bị lem. Ở đây có một cái vết này chắc là second hand, nó đang dính bụi. Lòng bàn chân được sơn cam rõ ràng, chi tiết được cắt rất hoàn hảo. Đây, các bạn có thể thấy là Pokemon Nintendo chính hãng. Đó là Pokemon thứ hai, set Color Palette màu hồng. Và chúng ta đang có một bé Clefairy đang cầm một cây cọ bản rộng. Còn cọ này to quá thì chắc là dùng để sơn tường nha. Mà em Clefairy đang chu mỏ kiểu ô như vậy. Sao hai cái cánh, chi tiết trên cánh cũng được khắc vào luôn. Cái đuôi và nguồn hình đồ chữ để trên cái cọ. Mà cũng giống như em Mew thì cái đế cũng là cái hình giọt nước màu hồng với chủ đề set Color Palette màu hồng. Kế tiếp chúng ta có em nào đây? Jigglypuff, một em Pokemon đầu tiên. Jigglypuff vừa chôm không còn cầm micro đi hát ru ngủ nữa mà đang cầm một cây cọ dài, bản nó hẹp hơn cây cọ của Clefairy khá nhỏ. Trên cây cọ cũng được sơn những chi tiết giống như vừa nhúng vào một lọ sơn màu hồng. Mặt của em Jigglypuff này biểu cảm nó cũng không được đặc sắc lắm nhỉ, chỉ như có nụ cười bình thường mà cũng không biết là cười vui vẻ hay gì, hơi bị cứng, hơi bị đơ so với biểu cảm của hai em hồi nãy. Và bây giờ là đến em Pokemon thứ tư trong set Color Palette màu hồng chúng ta. Em nào đây? Em đấy ra. Có một em Pokemon Chansey, một em Pokemon với một cái túi đằng trước để cái trứng của con mình, nghĩ đồn là vậy. Và em đang cầm một cái tuyết màu, có một cái sọc em biểu thị màu trong đây chính là màu hồng. Và cái tuyết màu của em Chansey khác với Mew là tuyết này đang được đóng
với cái nắp và tiếp của Mew đã được mở ra và đã được xài bóp sơn hoa hồng ra ngoài. Nhìn rõ hơn chi tiết Mew Chelsea của Pokemon Nintendo được để ở sau lưng cái đuôi dễ thương. À, mặt của em Chelsea này thì cũng đơ đơ giống em Slybook, nhưng mà tính ra thì nó cũng dễ thương hơn Slybook chút. Pokemon cuối cùng chúng ta chính là Slowpoke. Lấy em nó ra khỏi bịch nào. Slowpoke của chúng ta khá là lười, khác với Mew và kia thì không còn cầm cái tiếp màu nữa, mà là em đã trường lên tiếp màu màu hồng luôn. May mà nắp của tiếp màu đang đóng, chúng ta là sơn nó phọt ra ngoài hết rồi. Mà không khoái chí không kìa. Cười há mồm nha, khá là phẫn. À, cái đế này khá là lỏng nên đấy, lỏng hơn như còn lại cũng phải thôi, second hand mà. Chúng ta cùng nhìn rõ hơn chi tiết logo rồi được để trên đuôi. Mặc dù là Xbox nhưng mà cũng phải công nhận là tất cả chi tiết của em nãy giờ mình xem thì không bị lem gì cả, kể cả những chi tiết con mắt nhỏ nhất như đây nè, được chấm hoàn hảo vào cái chỗ được đúc trên khuôn luôn, chứ cái con mắt này nó không có bị lem ra ngoài. Độ hoàn thiện khá là đẹp. Và bài review về set Pokemon Cashbone Palette set màu hồng đó là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy comment bên dưới. Nếu các bạn thích cái set này và muốn mình làm thêm nhiều cái set màu khác của dòng Color Palette này, hãy comment bên dưới. Và có góp ý gì, các bạn cũng hãy comment bên dưới nhé. Và sau đó, hãy subscribe channel Toy Corner. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye.